mình sẽ tiếp tục chuỗi series bán quán, thay đổi món ăn theo mỗi tuần nha. Thì tuần này á, mình sẽ thay đổi bán món ăn lề đường nha các bạn. Mấy chị em mình á, sẽ đổi qua đây để mà bán nha. Tại bên đây á, nó mát, còn bên kia nó nắng dữ lắm. Đúng rồi đó, bên đây thấy nó dựa chiêu, mà nó nói cho mình, nó mát vậy đó. Dạ đúng rồi, nè mấy chị em á, có thấy chỗ này lý tưởng không? Đúng rồi, lý tưởng luôn á. Rồi em thấy chỗ này view hơi bị đẹp luôn á nha. Ủa Phương ơi, mà chị đang bữa nay á, chị thấy một xề bắp còn chuối nữa, mà chiều nay con định làm món gì vậy? Chiều nay em định làm hai món, bắp á thì mình nướng mỡ hành nè, còn chuối á thì mình làm chuối nếp nướng. Vậy mình làm lẹ đi Phương, chiều nay mình cũng bán nữa mà. Dạ Phương ơi, bước đầu tiên phải gì á? Bước đầu tiên mình làm á thì là lột chuối nè, rồi ướp chuối nữa. Để cái chờ nè, có cái hộp nè, hộp nè. Rồi bây giờ mình sẽ lột chuối bỏ vô hộp nha mấy chị. Hà Tiên xong, chưa đầy 1 phút 30 giây nữa là mấy chị em mình á đã lột chuối xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ ướp gia vị vào chuối nha. Đầu tiên mình sẽ cho một ít đường nè. Đó. Một ít muối. Rồi, xong rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều lên. Rồi dắt làm em đi chị Heo. Ở bên đây á thì mình có chuẩn bị nếp sẵn luôn rồi nè các bạn. Chút xíu nữa thì mình sẽ chán nếp ra nè, để chuối vô, quấn vô lấy chuối rồi đem đi nướng nha. Rồi, trong thời gian á, đợi chuối nó ngấm gia vị các bạn thì mình sẽ đi đốt than. Thôi để chị đi đốt cho. Dạ. Nhanh nhanh đi chị Heo. Ok. Chị Phương ơi, bắp mình làm cái gì á? Có lọc vỏ không? Bắp này á, mình không còn lọc vỏ. Tại khi mình nướng á, để vỏ gì nè, chứ đừng có bị khét. Sau đó mình mới quét mỡ hành lên. Rồi, để chuối ở đây cho nó thấm như vậy. Trong thời gian đợi chị Heo đốt than á thì ba chị em mình sẽ cán nếp ra để mà bọc chuối nha. Rồi, nhíp nếp nè. Tiên làm này nghe Tiên. Dạ. Tập làm đi cưng ơi. Mình cũng đã cán nếp xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ để trái chuối vô nha. Để cho em chị Phương ơi. Ok, nè. Bỏ tới chị luôn Phương ơi. Đây. Cảm ơn. Xong. Quấn lại. Đây, chị xong rồi đó nha, bắt đầu quấn lá nè. Rồi, quấn lá. Tiên mẹ lên cứng. Em biết rồi. Đó, mình làm trái bự gì nè các bạn. Nướng các bạn, ăn một trái là đáng một trái luôn. Rồi, ăn một trái là no luôn đó. Xong, quá đẹp lắm Phương ơi, đẹp không Phương? Làm nhanh với chị Thảo. Rồi, làm trái tiếp theo thôi. Từ từ. Đó, tới em nè. Xong luôn một trái. Đó, quá đẹp. Được rồi chị Phương. Nhìn giống bánh gói chưa Tiên? Tao thấy bình thường rồi. Trời, cuốn ta làm đẹp, cuốn ta làm gì xuất mắt như Tiên, giúp lép à. Rồi, làm cái tiếp theo nè. Kệ đi, con nhỏ mà. Rồi, cái tiếp theo. Xong. Ủa, bà Heo này mới đốt than gì đâu mà lâu dữ vậy trời. Bây giờ đợi chị Heo đem than ra thì mình nướng bắp đầu tiên nha các bạn. Rồi dọn dẹp đi. Than vậy chắc nướng bắp được rồi đó. Đem đặt cho mấy đứa nướng mà được. Ủa Phương, giờ mình nướng chuối trước hay là bắp trước? Cái này á thì mình nướng bắp trước đi chị Thảo ơi. Than được chưa chị Heo? Được rồi đó, để bắp lên đi. Ok. Rồi ok, dĩ này á là mình nướng được 6 trái nha các bạn.
là mấy chị em mình nướng thôi nè. Thôi để cho con bé heo với Phương nướng bắp đi, hai chị em mình làm hành với nước cốt rồi tiên. Dạ. Rồi hai chị em mình nướng đi chị heo. Phương ơi, chở lẹ như thấy dưới đi thui rồi kìa. Trời ơi, biết rồi. Lẹ đôi chừng khét đó. Trời ơi, Phương có chậm thiệt chứ. Nhìn bề ngoài vậy thôi chứ bên trong chưa có khét đâu. Ai đâu biết được, lỡ khét là sao? Phương ăn nha. Ok luôn. Mình nướng nguyên vỏ là nó phải vậy nè các bạn. Mình lộn keo bên trong nó mới chín. Chùi nha, xe chúng mày để khét hả Phương? Bây giờ mình sẽ tiếp tục nướng nha. Cho bờ bên kia nó cũng cháy xém bên trang bên đây nè các bạn. Nướng lẹ đi chị heo, nướng bắp nè, còn nướng chuối nữa. Biết rồi, bảo bên đây nè. Chín ngóc luôn rồi nè, nó chỉ gấp ra cho con lộn nữa Phương. Dạ. À, trời chín luôn rồi nè. Rồi chị cắt bắp vô đi, để em lột cho. Ok luôn. Lột để cùi nha chị heo, hồi nãy em quên, em lột hai trái bẻ cùi mất tiêu rồi. Rồi, bắp mình lột vậy là được rồi nè các bạn. Chút xíu nữa, mình sẽ hông lại nha. Gưới mỡ hành lên nữa, ăn rất là ngon luôn á. Rồi, mình nướng xong bắp rồi nè, còn nướng chuối nè các bạn. Chuối này á, chắc hồi mình vừa nướng mình vừa bán luôn các bạn ơi. Đúng rồi đó, chị thấy người ta làm gì mà. Dạ. Nướng vậy nóng ăn mới ngon. Rồi, bây giờ mình xin đợi chị Thảo ra tìm á, đem nước cốt với đã đem mỡ hành ra. Mình dọn bàn, mình bán được luôn rồi đó các bạn. Xong, chan nước cốt vô. Để đậu phộng đó chị Phương ơi. Ok. Rồi, để đậu phộng vô nữa nè. Xong bạn cũng phát rồi đó. Bưng cái nã tiên.
nè, nó đây là ai, ai bắt đây? Đây là nước cốt một bán chứ gì con. Bé béo ngon quá à. Chú nướng béo hết nước béo luôn rồi. Béo mà vừa ăn nữa nè bo. Chú này con. Bạn có một đố con Ngọc tổng lại là 5 phần bắp 2 phần chuối nha chú Phương. Ok, đây chị làm liền nè. Chị làm 2 phần chuối nha. Mỡ hành béo béo ngon quá mấy bạn ơi. Chuối béo béo nè, ngon quá à. Ăn đi mấy đó. Bánh ngon nướng có mỡ hành thơm ngon béo nữa. Ngon không chị Ngọc? Ngon nhiều nha. Bác đi quỳ thấy ngon không? Một phần nè, thêm một phần nữa. Bắp nó thơm ngon quá. Rồi xong. Đây, phần thêm của hai đứa nè. Dạ. Bắp này quá ngon, ăn một trái chứ có đủ, phải ăn hai trái mới đã. Chị cũng đang kêu một phần bắp nè, chút xíu nữa chị cũng ăn luôn.
hai ngon miệng nha. Nãy ăn hai cái chuối giờ ăn thử bắp này coi nó ngon không nha. Chắc chắn là ngon rồi hai ơi. Thử coi cái mỡ thơm của tụi bay làm có ngon không. Dạ. Sao hay? Ngon, mỡ thơm ngon nha. Ok đó. Con làm mà lúc nào giá ngon. Cho 10 điểm nha. Dạ. Chị Phương ơi, còn 4 trái rồi chị Phương. Để đi đi chị Phương. Dạ, hôm nay em bán là bắp nướng mỡ hành nè, dưa chuối nếp nướng. Hôm nay em bán hai món này nè, hình như vừa miễn khách cái gì á, ai cũng ăn hai phần chứ kêu thêm nữa. Bởi vậy mình bán hết bánh luôn rồi nè các bạn. Chuối á thì còn là 4 trái nè, mà hai trái này á người ta dặn rồi nha. Dạ dạ. Em mang bắt hai nha Phương. Dạ ok, để con làm xong phần này cái đã. Này, phần chuối thêm cô khách nè. Bạn cũng hai là nhiêu ạ Phương? Dạ, bắp là 40 ngàn, còn chuối á là 35 ngàn. Vậy là 75 ngàn á bác hai. Rồi bác hai gửi 80 đó. Vậy rồi, để con chút xíu mình thói liền. Nè mấy bạn ơi, hồi nãy giờ mình nhét bắp vô bụng mình chất thì sao ra một núi, ba núi bụi bắp rồi. Bây giờ không nhét cái bắp nào vô bụng được nữa. Hay bây giờ mình kêu chị Phương phải tính tiền đây. Chúa các bạn. Bạn có tin là bao nhiêu cái bắp của chị vậy? Chuối 4 bắp vậy? 4 chuối 4 bắp đúng không? Vậy là 44 ngàn. Em trả tiền. Ok, thôi còn 1 ngàn nè. Em cảm ơn. Đó, vậy là tính tiền của bạn Cơ với bạn Ngọc nha. Vậy là mình đã hết khách rồi nha các bạn. Đồ ăn á, đã hết luôn rồi. Thôi bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn thích video này của mình thì cho đăng ký, like, bấm chuông để nhận được đơn sớm nhất trên kênh của mình nha. Còn bây giờ thì bye bye.